Từ xa xưa, lửa và nước là hai nguyên tố đối lập. Chúng không thể hòa hợp dù có làm cách nào đi chăng nữa. Ở ngọn núi lửa ngàn năm có tộc dung nham sinh sống. Ai cũng mang vẻ ngoài rực cháy như lửa, tính cách có đôi phần cộc cằn dữ dội. Riêng chỉ có hoàng tử dung nham Pyro lại điềm đạm, dung bì hơn tất cả. Tộc dung nham có nhiệm vụ kiểm soát dòng chảy của dung nham dưới lòng đất. Và cả khi nó phun trào để giúp vạn vật có cuộc sống bình yên, thế nhưng dưới đại dương tộc nước lại không coi trọng việc đó. Maria, con hãy tránh xa tộc dung nham ra. Chúng chỉ đem lại sự nguy hiểm và xui xẻo thôi. Đặc biệt là tình yêu giữa hai tộc là tối kỵ. Đó là sự tương truyền từ ngàn đời nay. Cha không phải lo, con không dễ dãi đến vậy đâu. Marina là con gái duy nhất của vua nước. Nàng thừa hưởng sức mạnh từ cha mình nên vô cùng lợi hại. Chuyện không có gì đáng nói cho đến một hôm, khi đang luyện phép trên đỉnh núi lửa, Pyro bất ngờ bị quỷ bóng đen Raven tấn công. Hắn muốn chiếm lấy cả hai vùng đất của tộc dung nham và tộc nước để thống trị thế giới. Cô giới! Sức mạnh của Pyro còn nhiều hạn chế, nên chàng nhanh chóng chìm xuống đại dương. Đúng lúc đó, Marina nhìn thấy, nàng vội vàng đưa Pyro lên bờ an toàn. Pyro bị thương khá nặng, nhưng Marina cũng không biết giúp bằng cách nào. Không, ta không thể lại gần hắn. Marina cứ ngồi nhìn Pyro như vậy. Anh ta đẹp trai thật. Ui, mình nói gì thế này? Cuối cùng Pyro cũng dần tỉnh lại. Sự xinh đẹp của Marina khiến Pyro không thốt lên lời. Cả hai nhanh chóng làm quen, rồi tạm biệt nhau trong lưu luyến. Maria, con dám cãi lời ta gặp gỡ tập nhung nhầm. Ta cấm con từ nay không được phép rời khỏi mặt nước. Còn Pyro, hàng ngày vẫn trèo lên đỉnh núi lửa, trông ngóng sự xuất hiện của Marina. Marina gửi nỗi nhớ vào tờ giấy, rồi dùng phép bắn nó lên khỏi mặt nước. Pyro nhận được thư của Marina vô cùng vui mừng. Nàng hẹn gặp chàng ở khu rừng, cách xa đại dương và núi lửa. Hôm sau, Marina trốn cha mẹ lên mặt nước đi gặp Pyro, cả hai cùng nhau đi dạo. Nhưng vì lời sấm truyền hóa đá, nên cả Marina và Pyro đều không dám nắm tay hay đến quá gần nhau. Mối quan hệ của chúng ta là gì? Tình yêu hay là tình đồng chí? Khi cả hai không thể đến gần nhau. Hả? Tất cả là do lời nguyền hóa đá của hai tộc. Ta không biết phải làm sao nữa. Nhưng ta biết làm cái này. Này, hãy xem đây. Nóng quá. Chuyện gì vậy? Cả hai vội vã chạy ra khỏi khu rừng thì thấy núi lửa đang phun trào, dung nham chảy dần xuống đại dương. Ôi không! Pyro cũng dùng sức mạnh để cố kìm hãm sự nóng chảy của dung nham, nhưng Pyro không đủ lực. Đây là cái giá phải trả khi con dám hẹn hò với con gái vua nước. Các sinh vật dưới đại dương bỏ chạy tán loạn, cả lâu đài bị dung nham hủy hoại. Quân lính đâu? Mau theo ta lên mặt nước. Vua nước lập tức mang nguồn sức mạnh dữ dội tấn công vua dung nham.
mau nhấn chìm ngọn núi lửa này cho ta. Thần dân trong vương quốc núi lửa bị những dòng nước ùa vào, sợ hãi chạy tán loạn. Hãy nhận lấy chiêu cuối này của ta. Dừng lại đi cha, con sẽ theo cha về, không bao giờ gặp Pyro nữa. Phu nước liền rút quân. Martina buồn bã nhìn Pyro lần cuối rồi theo cha trở về. Martina hàng ngày nhốt mình trong phòng. Dẹp hết đi, ta không ăn. Rời xa Pyro, ta cũng không thiết sống nữa. Nhìn con gái ủ rũ, vua nước cũng không cam lòng. Còn Pyro cũng vậy, chàng trở nên cộc cằn với tất cả. Chàng vùi đầu vào tập luyện phép thuật, không giao tiếp với ai. Một người vui vẻ, hoạt bát, giờ đây lại dễ nổi nóng. Chàng còn gây gổ với những người khác và khiến họ bị thương. Dần dần sự xa cách giữa con cái và cha ngày càng lớn. Cả hai người cha vì lời nguyền xa xưa mà quyết tâm ngăn cản tình yêu của những đứa con. Marina vì thương nhớ Pyro đã ốm yếu suy kiệt. Hả? Mau truyền thái y! Các thái y cũng đều bày tỏ sự bất lực. Đúng lúc đó, những trận sóng dữ dội khuynh đảo cả đại dương. Đó, lại là ngươi. Raven! Raven làm cho tộc nước và tộc dung nham suy yếu dần để dễ dàng thâu tóm. Quỷ bóng đen đưa hai ông vua về lâu đài nhốt vào trong một chiếc lồng. Martina và Pyro nghe tin, không thể ngồi yên. Pyro và Martina gặp nhau, cả hai đều mang bộ dạng thê thảm khi phải chia xa trong một khoảng thời gian dài. Cả hai quyết định sẽ tìm đến hang ổ của Raven để giải cứu vua cha. Ở địa bàn của bóng đen, hai nhà vua vẫn cố gắng không chạm vào nhau vì sợ lời nguyền hóa đá. Đây là bữa ăn cuối cùng của các ngươi. Đến đêm cả hai đều đói bụng. Hai ông vua nhận ra không có bất kỳ sự hóa đá nào ở đây. Hai tình vua ngốc nghếch vì lời tương truyền nhảm nhí mà dám tin đến tận bây giờ. Xưa kia trong bữa tiệc của những vị thần, Raven là người duy nhất không được mời vì sự hắc ám của mình. Các thần dân tộc nước cùng khiêu vũ với các thần dân tộc dung nham. Vì ghen tị, Raven đã lén tạo ra phép thuật ảo, khiến những người khiêu vũ với nhau biến thành đá. Nước và dung nham là hai thứ tối kỵ, hai tộc sẽ không thể hòa hợp. Nếu cô chấp thế giới này sẽ bị tiêu diệt. Raven, thả cha ta ra. Ta sẽ tiêu diệt lũ nhóc kia, rồi sẽ xử lý hai người. Phía ngoài, Martina và Pyro đang cố gắng tiến vào bên trong. Martina triệu hồi năng lượng biển cả bắn cột nước về phía Raven. Nhưng không xi nhê. Pyro tức tối dùng sức mạnh dung nham, nhưng cũng nhanh chóng bị Raven đánh bại. Martina, nàng hãy lùi xa đó, ta sẽ sử dụng năng lực cuối cùng. Pyro tạo một hố dung nham khổng lồ bao lấy Raven. Ta sẽ kéo cô ta đi cùng. Đừng, ta nguyện hy sinh tính mạng của mình. Không, ta không thể. Marina! Chàng ôm Marina đặt xuống đất. Người Marina có vài vết bỏng nhưng không hề bị hóa đá. Cả hai nhận ra lời tiên tri năm xưa hoàn toàn không có tác dụng. Đang vui mừng thì Pyro bất ngờ bị Raven cho một chưởng ngất liệm. Pyro, hãy truyền sức mạnh của chàng cho ta. Marina biết rằng nếu tiếp nhận nguồn sức mạnh đó, nàng sẽ vô cùng đau đớn. Giờ đây, Marina như mạnh hơn gấp bội, nàng nhanh chóng hạ gục Raven.
Marina đỡ Pyro dậy rồi hộc tốc chạy vào bên trong lâu đài để giải cứu vua cha. Chúng ta đã biết sự thật rồi. Từ giờ không ai có thể ngăn cản hai con đến bên nhau được nữa. Câu chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Hãy cùng bấm nút subscribe qua Fairytale để biết về những câu chuyện hay và cảm động nhé. Doris vốn là một cô gái loài người hoàn toàn bình thường, cho đến một ngày nọ máu nhỏ xuống từ vết thương của Doris khiến các loài sinh vật xung quanh biến đổi bất thường. Đồng thời, lũ yêu quái đáng sợ cũng kéo nhau ập đến. Cứu tôi với! Làm ơn mau đi đi! Cơn sợ hãi khiến Doris ngất đi. Khi tỉnh lại, cô bé đã ở bên người bà yêu dấu. Bà ơi! Con thỏ tự dưng tại sao lại thế? Cháu sợ lắm. Doris, máu của cháu có chứa linh lực khiến lũ yêu quái mạnh hơn, nên từ giờ chúng sẽ luôn tìm cách để làm hại cháu. Hứa với bà, nhất định phải đem theo lá bùa này che đi khả năng đó, được không? Doris lớn lên trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô có khả năng nhìn thấy quỷ quái yêu ma, nhưng vì những rắc rối gặp phải trong quá khứ nên Doris luôn giả vờ không thấy chúng. Người có thể nhìn thấy ta hả? Cùng chơi nào. Quên, đến giờ phải về nhà rồi. Không nhìn thấy thật hả? Này. Đồng thời, Doris cũng vô cùng có thành kiến với những sinh vật quái quỷ. Một ngày khi đi hái thuốc bị lạc trong rừng, Doris sơ ý bị lạc và làm mất lá bùa quý. Ngay lập tức một con quỷ rừng xuất hiện muốn làm hại cô. Trong lúc hoảng loạn sợ hãi thì ma cà rồng Tony xuất hiện tạm ngăn con quỷ đó lại. Ngươi không phải là người, tại sao? Không cần biết ta là gì, trở thành cô dâu của ta, ta sẽ đảm bảo an toàn cho nàng được không? Cô dâu của ma quỷ, không đời nào. Không đồng ý, vậy xin mời. Chỉ chờ có thể, con quỷ hăng máu lại tiếp tục xông lên. Ta đồng ý, chặn nó lại, mau lên. Tony lại ngăn quỷ lại, đồng thời một khế ước được hắn hóa phép hiện ra. Ít nhất nếu trở thành cô dâu của hắn, Doris còn có thể sống thêm được một thời gian. Sau khi Doris thề nguyện với khế ước, Tony tiêu diệt quỷ, đưa cô trở về lâu đài của hắn ở sâu trong rừng. Toàn bộ quá trình đã lọt vào mắt của một con quạ đen bí ẩn. Những ngày đầu ở lại lâu đài ma cà rồng, Doris luôn cảnh giác, tìm mọi cơ hội để có thể thoát ra. Dù ít thôi, chừng nào còn ấn chú trên trán, nàng đừng hòng ra ngoài. Theo trí nhớ về những lời đồn đại trước kia, cứ ma cà rồng sợ gì thì cô cứ thử cái đó. Doris làm tròn vai trò của một người vợ đảm bằng cách chuẩn bị một bữa ăn ngon lành, đầy tỏi. Tony ăn hết sạch còn cảm ơn vì bữa ăn ngon. Cô nàng lại nhặt nhạnh đổ xung quanh tạo thành thánh giá, rồi lấy hết can đảm giơ ra trước mặt Tony. Xấu quá, dứt đi. Hy vọng của Doris thực sự hoàn toàn sụp đổ khi Tony kết luận. Đâu, đừng nghịch nữa. Ma cà rồng bọn ta không sợ mấy thứ nhảm nhí mà loài người đồn đại đâu đó. Doris đợi mãi, nhưng Tony chẳng làm gì cô cả, kể cả hút máu như trong lời đồn cũng không. Vậy tóm lại, khi trở thành cô dâu ta phải làm gì chứ? Cô đang làm rất tốt đấy thôi. Cứ thế dần dần, Doris đã quen với cuộc sống ở lâu đài ma cà rồng, không còn tìm mọi cách để trốn đi nữa. Doris có thể tự do làm mọi việc mà cô thích, xuất hiện tại mọi nơi trong lâu đài. Chỉ trừ căn phòng ở nơi xa nhất với cánh cửa phủ đầy bụi. Cấm tò mò. Nếu không muốn mất mạng thì đừng bao giờ mở cánh cửa đó ra nữa. Nghĩ rằng cánh cửa đó có thể giúp mình thoát ra khỏi lâu đài, nhưng một ngày Tony có việc ra ngoài, Doris lén lút đến gần và mở tung cánh cửa. Bên trong căn phòng bí mật là một con dơi đáng sợ lao vút đến định cắn kẻ tò mò.
May mà lúc đó mà cà rồng về kịp và cản được cú tấn công. Nàng có sao không? Con dơi đó tại sao? Nó rất quan trọng với ta. Trước kia nó rất hiền lành, không làm hại ai cả. Nhưng xảy ra vài chuyện mất lý trí nên mới vậy thôi. Hả? Ta xin lỗi à. Hứa với ta, cho đến lúc tìm được cách khôi phục lý trí cho nó, nàng đừng vào lại căn phòng này. Cảm thấy bản thân có trách nhiệm về vết thương do dơi quỷ gây ra nên Doris dốc lòng chăm sóc cho Tony. Hai người dần đem lòng cảm mến, dù trước kia Doris luôn bài xích giống loài ma quỷ. Doris, nàng muốn về làng có phải vậy hay không? Đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng quay trở về. Thế rồi đến một đêm nọ, Doris giật mình thức giấc bởi tiếng vật gì đó ác liệt đập vào cửa sổ. Tony, chàng ở đâu? Cô gái, mau mở cửa, ta là người tốt. Ta chỉ muốn báo với cô tin tức về bà của cô thôi. Bà của ta? Đúng vậy, bà của cô đang gặp nguy hiểm. Nếu không nghe ta, thì cô sẽ hối hận cả đời. Xuất hiện trong phòng là một cô gái có cánh quạ đen. Cô ta tự xưng là Zenda, cô dâu cũ của ma cà rồng. Cô gái của ta ơi, cô không phải là cô dâu duy nhất đâu. Cô biết không, con dơi trong phòng chính là người yêu cũ của Tony. Vì dính lời nguyền nên bị biến thành dạng đó. Tony liên tục ký ghé ước để kiếm các cô dâu đến sống với hắn. Cô dâu ở đó càng lâu, con dơi được hút trộm linh khí và khỏe mạnh, sau đó có thể thoát ra ngoài để hai người. Cứ như vậy, đến khi cô dâu cạn kiệt, Tony sẽ đổi sang một cô dâu mới. Ta thật may mắn được chú quạ cứu giúp và trốn được đi, chứ không ta cũng không dám tưởng tượng nữa. Không, không thể nào như vậy được. Đừng mê muội nữa. Ngày hôm nay, hắn cùng dơ quỷ đã đến làng và lôi bà của cô đi rồi. Doris không vội tin những gì Zenda nói, nhưng khi hé mở cửa phòng dơ quỷ để kiểm chứng, thì cả nó lẫn ma cà rồng đều biến mất rồi. Thêm vào đó, Zenda đưa ra được chiếc vòng trừ tà của bà. Doris thật sự run rẩy. Biết được cô đã dao động, Zenda đề nghị trực tiếp đưa cô đến kiểm chứng và ngăn cản Tony. Zenda giúp Doris xóa tạm thời ấn chú trên trán để có thể rời khỏi lâu đài, nhưng tác dụng của nó không lâu nên họ cần nhanh chóng rời đi. Con dê bên cạnh Tony rất mạnh, nó chỉ nghe lời của hắn ta. Vậy nên nếu muốn bắt được nó thì chỉ có cách khiến ma cà rồng tự giao nộp nó thôi. Ta biết cô vẫn còn hy vọng vào tình yêu của hắn, vì hãy dễ giờ là cô bị ta bắt cóc. Xem liệu hắn có chấp nhận đánh đổi dê quỷ để cứu cô hay không. Chỉ chờ sự đồng ý của Doris, Zenda tạo ra dấu hiệu dụ ma cà rồng xuất hiện. Zenda, mau thả Doris ra. Lo lắng là thế, nhưng trước lời đề nghị của Zenda, Tony chần chừ không quyết định. Zenda nói đúng, ta cũng giống như cô ấy, cuối cùng cũng chỉ là một trong những cô dâu để ngươi lợi dụng mà thôi. Không, nàng đừng nghe lời của ta. Doris, nàng có nhớ khi ký khế ước cô dâu sẽ có ấn chú trên đầu hay không? Zenda mạnh như vậy, làm sao ta có thể ép buộc cô ta được chứ? Hả? Ấn chú? Đúng vậy, cô còn giải được ấn chú cho ta cơ mà. Biết mọi chuyện đã lộ, Zenda không che giấu giả tâm nữa. Cô ta trước kia vô cùng si mê Tony, nhưng bị hắn hết lần này đến lần khác từ chối. Tất cả những gì ả biết là hắn có một con dơi và yêu quý nó hơn tất thảy thứ gì trên đời. Quá ghen tức, Zenda tìm cách trừ khử dơi, nhưng nào ngờ lại vô tình khiến nó hắc quá, biến thành dơi quỷ. Tony nổi giận, đuổi theo muốn trả thù Zenda, nhưng chưa thành công thì Doris xuất hiện. Một thứ thấp hèn như vậy mà lại chiếm được trái tim của chàng, ta không cam tâm. Tony, nếu chàng đã không chịu đánh đổi thì tốt thôi, ta sẽ diệt cô ta trước. Tony dùng sức mạnh tạo kết giới bảo vệ dơi quỷ, còn mình thì xông lên cứu cô dâu. Vì một nửa sức mạnh đã để bảo vệ dơi,
nên ma cà rồng yếu đi rất nhiều. Đàn quỷ quạ lại đông hơn. Sau một hồi giao đấu khiến ma cà rồng ngã quỵ. Ôi chàng trai của ta, đằng nào chàng cũng không thắng được ta đâu. Để ta cho cô dâu bé nhỏ của chàng đến thủ thỉ lời cuối cùng trước khi tận mắt chứng kiến người mình yêu vì mình mà ra đi nhé. Dám tranh cướp với ta, nằm mơ đi. Tony biết cứ thế này thời gian của mình không còn nhiều nữa, liền nói ra sự thật. Trước kia Tony và Doris là một cặp đôi ma cà rồng tốt đẹp, hạnh phúc bên nhau. Doris chịu ân tình của bà phù thủy, nên một ngày khi tộc ma cà rồng đến phá làng, cô đã kiên quyết chống lại, bảo vệ bà lão. Phép của ma cà rồng bắn vào, khiến cơ thể Doris dần biến thành trẻ nhỏ. Bà lão lưu giữ ký ức của Doris vào trong con dơi con. Khi nào tìm được cách nhập vào lại thì Doris sẽ thực sự được hồi sinh. Tony vì phải đi tiêu diệt ma cà rồng xấu, đành bệnh rịnh chia xa để Doris theo bà lão về làng. Khi hắn trở về thì cô bé Doris đã lớn dần lên rồi, nhưng hoàn toàn không nhớ đến hắn. Tony nhận ra Doris đã có cuộc sống mới, không còn muốn khiến cô quay trở lại làm ma cà rồng nữa. Hắn lặng lẽ suốt bao năm ở bên bảo vệ cô. Nhưng có lần hắn sơ ý để cô bị quỷ đến phá, suýt mất mạng. Tony hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay. Cho đến khi hắn tìm được cách loại trừ dòng máu sức mạnh của Doris thực sự, giúp cô trở thành con người bình thường, thì hắn sẽ đưa cô về lâu đài để bảo vệ cô. Đêm qua, bà phù thủy nói rằng đã tìm ra cách, nên hắn vội vàng cùng dơi quỷ đến làng. Bà phù thủy đã được đưa đến nơi an toàn. Jenna chỉ là lợi dụng việc đó để lừa Doris thôi. Đó là toàn bộ câu chuyện. Doris, hãy tin rằng nàng là duy nhất. Ta chưa bao giờ lừa dối nàng, dù chỉ một giây. Chàng đừng nói nữa, ta tin chàng. Tony, xin chàng hãy dùng máu của ta đi. Máu của ta sẽ khiến chàng khỏe hơn mà, xin chàng. Không, nếu ta cắn nàng thì nàng sẽ trở thành ma cà rồng mất. Bà phù thủy sắp đến rồi, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian để nàng sống sót. Doris, hãy tiếp tục cuộc sống của con người như nàng mong muốn đi. Dù chỉ còn một tia sinh mệnh, một chút lý trí, thì ta cũng sẽ bảo vệ cho nàng. Ôi, thủ thỉ xong rồi đấy. Được thôi, giờ thì trả giá cho những gì chàng đã làm với ta nào. Không, Tony. Tony quay đầu nhìn lại thì thấy kết giới bảo vệ dơ quỷ của hắn đã bị bỏ đi. Doris mỉm cười buồn bã để dơ quỷ cắn mình. Ngay sau đó, cơ thể Doris biến đổi, sức mạnh tăng lên. Jenna không còn là đối thủ của Doris nữa, nhanh chóng bị chính kẻ cô ta chê yếu ớt diệt trừ. Doris đã có lại ký ức xưa kia của mình, nhưng cô cũng mang trong cơ thể sức mạnh của dơi quỷ, rất dễ bị mất đi lý trí. Tony, dòng máu quỷ trong ta lớn quá, ta sắp không chống đỡ được rồi. Xin chàng hãy tiêu diệt ta đi, ta không muốn làm hại ai hết. Đúng lúc đó phù thủy trở về đưa Doris vào giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy, Doris quên đi tất cả mọi thứ. Thì ra phù thủy khiến Doris lại một lần nữa quên đi tất cả. Có như vậy cô mới không mất đi bản tính lương thiện của mình. Tony rất đau đớn khi hắn lại một lần nữa bị ném ra khỏi trí nhớ của Doris. Nhưng hắn vẫn chấp nhận. Lần này Doris dù không nhớ gì, nhưng trái tim cô vẫn đập rộn ràng khi thấy Tony. Miễn là họ còn sống, thời gian còn dài, những người thật sự yêu thương nhất định sẽ lại trở về bên nhau, phải không? Nàng công chúa với mái tóc hoa hồng diệu kỳ đầy là ai? Nàng có khả năng gì đặc biệt mà có thể khiến tất cả mọi người đều ao ước, thán phục như vậy? Hãy cùng Wow Fairy Tale tìm hiểu nhé! Ở Vương quốc nọ, hoàng gia sống trong cung điện bao quanh toàn hoa hồng. Hôm ấy, tất cả hoa hồng đều nở rộ, vui mừng chào đón một nàng công chúa xinh đẹp mới ra đời.
Họ đặt tên nàng là Rose, nàng công chúa hoa hồng, một bà tiên được mời tới đỡ đầu và ban phước lành cho công chúa. Ta ban cho Rose một mái tóc đỏ diệu kỳ và một tiếng hát mầu nhiệm mà tất cả thần dân vương quốc đều cần đến nàng. Năm tháng trôi qua, Rose ngày càng trưởng thành, xinh đẹp. Đúng như lời bà tiên, Rose có một giọng hát tuyệt vời. Khi nàng cất tiếng hát, mái tóc đỏ của nàng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Có một chú chim vàng kỳ diệu thường xuất hiện bầu bạn với nàng. Mỗi buổi tối, Rose ra ngoài ban công chờ đợi và chú chim vàng sẽ bay tới đậu trên vai nàng, cùng nhau cất tiếng hát. Tiếng hát của Rose truyền đi khắp vương quốc vào ban đêm, sẽ giúp thần dân của nàng chìm trong những giấc mơ đẹp cho đến khi bình minh lên. Điều này diễn ra hàng đêm, thần dân trong vương quốc rất vui mừng. Họ được ngủ say, tinh thần và thể lực đều phấn chấn, vì thế công việc luôn được đảm bảo. Tiếng hát của công chúa Rose thật tuyệt vời. Đúng vậy, nhờ có nàng mà chúng ta mới thịnh vượng như thế này đó. Nhưng một hôm, một phù thủy hắc ám đã theo dõi Rose và biết được bí mật của nàng. Thì ra bí mật giọng hát của công chúa là từ mái tóc hay sao? Đáng ghét thiệt. Sức mạnh hắc ám của ta đến từ những cơn ác mộng của mọi người. Nếu dân chúng luôn được ngủ say và mơ những giấc mơ đẹp, ta làm gì còn sức mạnh nữa cơ chứ? Ta sẽ phá hủy tất cả. Bà la, ta nguyền rủa cho màu tóc hoa hồng của con bé Rose mờ đi. Chuyện gì xảy ra thế này? Vì sao mái tóc của ta lại biến thành màu đen rồi? Thế là xong. Để xem giọng hát của ngươi làm sao giúp được thần dân nữa. Tối hôm ấy, Rose tuy rất ngạc nhiên về mái tóc của mình, nhưng nàng vẫn vui vẻ chào đón chú chim vàng. Rose à, tại sao mái tóc của nàng lại trở thành màu đen thế này? Không sao đâu, có lẽ vì ta hơi mệt nên mái tóc ảm đạm đi thôi, mà sẽ trở lại bình thường ngay. Nào chim vàng, chúng ta hãy cùng hát. Chúng ta hãy cùng hát lên đi. Nhưng không ngờ, khi tiếng hát ru của Rose lan tỏa khắp vương quốc, đêm đó, người dân chỉ toàn mơ thấy những cơn ác mộng khủng khiếp. Đêm qua tôi không ngủ được vì những cơn ác mộng thi nhau kéo đến. Thật là đáng sợ, tôi cũng vậy. Dường như những cơn ác mộng đều đang ảnh hưởng xấu đến tất cả chúng ta. Họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy công chúa Rose với mái tóc đen tuyền đi ngang qua. Mái tóc đỏ của công chúa đâu rồi? Sao lại trở thành màu đen rồi? Nàng đã làm điều gì xấu xa khiến thần linh tức giận thu lại mái tóc nhiệm màu rồi? Nói về chú chim vàng, thì ra nó đang ở bên cạnh bà tiên đỡ đầu của Rose. Ngạc nhiên về sự thay đổi màu tóc của công chúa, nó đã trở về tìm bà. Biết được âm mưu của phù thủy nhắm vào Rose, bà tiên đã cho chim vàng những lời khuyên. Sau khi trở về cung điện, Rose rất buồn nhưng vẫn chờ đợi đến khi chim vàng xuất hiện. Chim vàng, mái tóc của ta không còn phép màu nữa rồi. Cứ có biết làm cách nào để mọi người lại được ngủ ngon và chìm trong những giấc mơ đẹp như trước không? Công chúa, tóc đen ngâm nước hoa hồng. Thật ư? Liệu cách đó có thể giải quyết vấn đề của ta không? Được rồi, cảm ơn chim vàng, để ta thử xem sao. Rose nghe lời chim vàng, nàng chuẩn bị nước hoa hồng rồi đem mái tóc đen ngâm trong đó. Điều kỳ diệu đã xảy ra, mái tóc của nàng dần trở lại thành màu đỏ rực rỡ như lúc trước. Tuyệt quá chim vàng ơi, đúng là mái tóc nhiệm màu của ta đã trở lại như trước rồi. Đêm đó, khi công chúa và chú chim vàng cất lên tiếng hát tuyệt vời như trước, toàn thể vương quốc lại chìm vào những giấc mơ đẹp cho đến khi bình minh lại lên. Phép màu này đã trở lại rồi, hoan hô công chúa. Nhưng một phù thủy đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Thấy lời nguyền của mình đã mất tác dụng, mụ rất căm tức và quyết tâm nguyền rủa Rose một lần nữa. Được lắm, lần này không chỉ mái tóc của người trở thành màu đen, mà tất cả hoa hồng trong vương quốc cũng sẽ biến mất. Quả nhiên, tất cả vườn hoa hồng đều đột nhiên biến mất. Ơi không, sao mái tóc của ta lại trở thành màu đen lần nữa rồi? Làm sao?
Rose liền yêu cầu những người hầu ra vườn hái cho nàng những bông hồng để cứu lại mái tóc. Thế nhưng lần này, tất cả những bông hồng đều đã biến mất một cách bí ẩn. Sao cơ? Không còn một bông hoa hồng nào ư? Không thể nào. Vậy thì hãy tìm trên khắp vương quốc, nhất định sẽ còn một vài bông hoa hồng nào đó còn sót lại chứ. Nhưng dân chúng trên khắp vương quốc cũng chẳng ai còn thấy một bông hoa hồng nào cả. Ta biết làm gì bây giờ? Tối nay chim vàng cũng không thấy đâu nữa. Với mái tóc màu đen này, làm sao ta dám cất tiếng hát cho cả vương quốc được nữa? Đợi mãi không thấy chim vàng xuất hiện, Rose đành phải lên giường nghỉ ngơi. Sau đó, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Rose thấy mình bị cuốn vào một cơn ác mộng khủng khiếp. Một phù thủy hắc ám hiện ra trước mặt nàng với giọng cười độc ác. Bà là ai? Ta là phù thủy hắc ám, mạnh lên nhờ hút năng lượng đen tối từ những cơn ác mộng. Ngươi là kẻ có thể đe dọa sức mạnh của ta, vì vậy ta phải bắt lấy linh hồn ngươi trong cơn ác mộng này mới được. Một khi linh hồn của ngươi không còn, cả vương quốc này sẽ chìm trong ác mộng. Ta sẽ tha hồ hút sức mạnh, trở thành bá chủ và điều khiển cả vùng đất này trong tay. Nào, hãy ngoan ngoãn đi theo ta, ngươi không thể chống cự được ta đâu. Không, đừng làm như vậy. Có ai không? Cứu ta với. Lúc đó, ở thế giới thực, chú chim vàng kỳ diệu kia đã xuất hiện, bay vào phòng công chúa, mang theo những sợi tóc đỏ rực. Thì ra, trong khoảng thời gian bầu bạn bên nhau, chú chim vàng đã để ý những lúc tóc công chúa Rose bị rụng. Nó cẩn thận nhặt từng sợi mang về. Những sợi tóc đã rụng không chịu lời nguyền của phù thủy nên chúng không mất màu. Thấy công chúa Rose đang chìm trong ác mộng, nước mắt nàng chảy ra vì sợ hãi. Chú chim vàng thả vài sợi tóc đỏ của Rose xuống những giọt nước mắt. Điều kỳ diệu đã xảy ra, những sợi tóc đỏ lóe sáng và biến thành những bông hoa hồng tuyệt đẹp. Trong giấc mơ của Rose, tưởng rằng một phù thủy sẽ dễ dàng tóm được nàng. Bất ngờ, tia sáng lóe lên, xung quanh đã trở thành một khu vườn đầy hoa hồng rực rỡ. Một chàng trai lạ mặt xuất hiện bên cạnh Rose cùng nàng chống lại phù thủy. Thì ra là ngươi, hoàng tử Kavin của nước láng giềng. Ngươi đã trúng lời nguyện của ta, mà bây giờ vẫn còn sống hả? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây chứ? Giống như nàng, ta cũng là một nạn nhân của mụ phù thủy này. Giờ ta cần sự giúp đỡ của nàng. Chúng ta có thể hợp sức để đánh bại mụ ta. Nhưng Kavin, ta không biết chiến đấu đâu. Rose, đây là thế giới trong tâm trí nàng. Nàng có toàn quyền khống chế nó. Hãy tin ta đi. Chỉ cần một chút can đảm, nàng có thể giúp ta khống chế mụ phù thủy rồi. Ngươi muốn hạ gục ta để giải lời nguyền hả? Không dễ dàng như vậy đâu. Chỉ cần ta thoát ra khỏi đây, ngươi có thể làm gì ta chứ? Không, ngươi sẽ không dễ dàng thoát khỏi được đây đâu. Ta ra lệnh, hãy khóa chặt thế giới giấc mơ của ta lại. Không thể như vậy được. Ta không tài nào thoát ra ngoài được nữa. Hay lắm Joe, nàng đã làm được, được rồi. Được tiếp thêm tự tin, Rose cất lên giọng hát tuyệt vời của mình nhằm tấn công, mê hoặc linh hồn một phù thủy. Ta đau đầu quá, đừng hát nữa, đừng hát nữa. Ta không muốn nghe. Chết thời cơ, hoàng tử Kenfin lao tới tung đòn tấn công quyết định. Chàng hạ gục linh hồn phù thủy, khiến mụ tan biến hoàn toàn. Họ vui mừng vừa chạy về phía nhau thì Rose đã tỉnh lại khỏi giấc mơ. Nàng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hoàng tử Kenfin đang ngồi bên cạnh nhìn mình trìu mến. Vì trúng lời nguyền của mụ phù thủy, ta đã hóa thành chú chim vàng. Ta phải tìm kiếm và tiêu diệt mụ để trở thành người. Sau đó ta đã gặp được nàng và chúng ta trở nên thân thiết. May mắn nhờ bà tiên đỡ đầu, ta đã nhận ra mụ phù thủy đó đang có mưu đồ nhắm vào nàng. Sau đó ta đã tới cứu nàng. Chúng ta vừa đánh bại linh hồn mụ trong giấc mơ của nàng đấy. Vì thế ta đã trở lại thành người. Có lại những bông hồng, Rose vui vẻ ngâm tóc mình trong nước hoa hồng. Mái tóc nàng trở lại đỏ rực như trước. Rose lại cất lên tiếng hát diệu kỳ, giúp những người dân vương quốc được ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Trải qua khoảng thời gian bên nhau,
vượt qua thử thách, Rose và Kevin đã đem lòng yêu nhau. Một lễ cưới hạnh phúc của họ đã được tổ chức trong niềm vui của tất cả mọi người. Fairy Tales.